viên rất vui được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng của bản tin FNC Việt Nam tối ngày 19 tháng 3. Kính thưa quý vị, bán hàng qua truyền hình là một hình thức giao dịch thương mại văn minh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của hình thức này những năm gần đây cũng đi kèm với những hiện tượng trà trộn hàng giả, hàng lậu, hàng không có bảo hành hay quảng cáo quá mức. Theo một đề xuất từ đội quản lý thị trường 2A thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cần chặt chẽ hơn nữa trong quản lý hoạt động bán hàng dạng này. Theo báo cáo của Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt 2 năm 2011-2012, các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng trên truyền hình hầu hết có liên quan đến người nước ngoài. Đa số là hành vi kinh doanh không hóa đơn chứng từ, chất lượng hàng hóa không rõ ràng, kể cả có hàng giả, hàng lậu. Điển hình như vụ bắt giữ hàng loạt sản phẩm của Home Shopping Việt Nam tại quận Tân Bình hôm tháng 10 năm ngoái, không chỉ gây khó khăn cho cơ quan quản lý, mà người tiêu dùng cũng không biết phải bảo hành sản phẩm hoặc khiếu nại ở đâu với những loại hàng hóa này. Riêng về chuyện kiểm tra, giám sát mũ bảo hiểm kém chất lượng, ông Phan Hoàng Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù thông tư về phạt người đội mũ bảo hiểm đã được dừng lại, nhưng quản lý thị trường hiện vẫn triển khai truy quét các cơ sở kinh doanh mũ giả, mũ kém chất lượng. Kế hoạch kiểm tra của bên lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là vẫn tiếp tục bình thường, không có vấn đề, tức là cái thông tư đó để có sự phối kết hợp giữa các bộ nhau để xử lý cho nó đồng bộ. Thì ngoài cái thông tư thì cái việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý trường theo chức năng của mình vẫn tiến hành kiểm tra theo kế hoạch thôi. Trước những diễn biến phức tạp hơn của hiện tượng gian lận thương mại, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thẳng thắn yêu cầu tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý thị trường. Do đó đòi hỏi cán bộ quản lý thị trường phải nắm chắc pháp lý. Trước tiên tôi nghĩ rằng cấp chỉ phải nắm chắc pháp lý, có tính chuyên nghiệp sâu, nắm được địa bàn, hiểu rõ được đối tượng, phải có bản lĩnh trong thực thi công vụ để đối đầu với các đối tượng vi phạm, và đặc biệt là tránh sự cám dỗ của tiêu cực. Cũng theo yêu cầu của vị đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất trong tháng 4 tới, Chi cục Quản lý thị trường phải tập hợp tất cả các vướng mắc pháp lý, báo cáo cho ủy ban để cơ quan chức năng cấp trên có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Kính thưa quý vị, kể từ ngày 26 tháng 4 năm nay, các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, nước khoáng thiên nhiên, nước đóng chai hay phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng về nội dung quảng cáo mới được phép đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó chính là nội dung của thông tư 08 vừa được Bộ Y tế ký ban hành. Theo nội dung thông tư 08 của Bộ Y tế, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, viết tắt là VFA, sẽ là cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo của các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Doanh nghiệp thực hiện quảng cáo phải gửi kèm nội dung của market hoặc video, kịch bản có chứng nhận của tác giả, cùng một số loại giấy tờ khác để được chứng nhận. Bên cạnh đó, các sản phẩm thực phẩm chức năng khi quảng cáo phải có dòng chữ hoặc lời đọc sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đặc biệt, doanh nghiệp không được quảng cáo dưới hình thức bằng các bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh, sử dụng hình ảnh uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân. Riêng giấy xác nhận nội dung quảng cáo của các sản phẩm nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh sẽ do các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương chứng nhận với quy trình tương tự. Cũng theo thông tư này, cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp không xác nhận cho doanh nghiệp trong thời gian 10 ngày làm việc. Bộ Tài chính đang đưa ra dự thảo để lấy ý kiến về vấn đề lệ phí trước bạ xe ô tô. Theo đó, thì mức lệ phí trước bạ lần đầu áp dụng đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi sẽ thống nhất trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên một dự thảo về phí trước bạ ô tô đề cập đến vấn đề thống nhất mức phí trên toàn quốc cho từng loại xe. Theo đó, xe tải sẽ là 2%. Trường hợp không xác định là xe tải thì mức lệ phí trước bạ áp dụng sẽ là 10%, tức mức áp dụng cho xe chở người dưới 10 chỗ ngồi. Tuy nhiên, dự thảo cũng đưa ra trường hợp địa phương được quyền điều chỉnh mức phí cho phù hợp điều kiện thực tế, nhưng không quá 50% mức quy định. Điều đó có nghĩa là sẽ có địa phương thu mức tối đa là 15% đối với xe dưới 10 chỗ ngồi. Theo các chuyên gia thị trường, mức lệ phí 2% áp dụng cho trước bạ lần thứ hai sẽ tác động mạnh lên thị trường xe cũ. Tuy nhiên, mức 10% vẫn chưa được cho là sẽ khiến thị trường xe trở nên sôi động trở lại. Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo này cũng không thay đổi đáng kể khi hiện nay Hà Nội đang áp dụng mức phí là 20%, còn Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 15%. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 2 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh về doanh số. Nguyên nhân được cho là do tháng 2 trùng với dịp Tết kéo dài. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2012, thị trường đã không tạo được cú hích mạnh về doanh số như mọi năm.
Thưa quý vị, trước tình hình tin nhắn rác vẫn còn gây nhiều phiền hà cho người sử dụng điện thoại di động, thì ba nhà mạng di động lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel đều khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để cải thiện tình hình. Đại diện Trung tâm Phát triển Dịch vụ của Vinaphone cho biết, cho đến nay các doanh nghiệp cung cấp nội dung vẫn phải áp dụng đủ mọi hình thức từ sơ đẳng đến công nghệ cao để phát tán tin nhắn rác, như phát tán tin nhắn bằng hệ thống tự động, cài phần mềm vào điện thoại thông minh để phần mềm tự động nhắn tin tới đầu số dịch vụ nhằm lấy tiền khách hàng. Vinaphone cho biết đã xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hiện các nhà cung cấp nội dung phát tán tin nhắn rác số lượng lớn để tiến hành các đầu số vi phạm. Năm 2012, Vinaphone đã xử lý gần 100 nhà cung cấp nội dung vi phạm. Nhà mạng này cho biết lượng tin nhắn rác trên mạng này đã giảm rõ rệt. Viettel cho biết cũng đã triển khai hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác và số lượng phản ánh tin nhắn rác đã giảm rõ từ 8.000 thuê bao một tháng xuống còn 1.500 thuê bao một tháng. Đại diện của Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng Mobifone quyết liệt khẳng định, nhà mạng này không ngại giảm doanh thu để giảm tin nhắn rác. Mobifone đang áp dụng hệ thống lọc tin nhắn rác theo 3 chế độ, theo dõi tần suất, theo dõi thuê bao gửi và theo dõi nội dung. Vào tuần trước, Mobifone đã phát hiện và khóa đầu số của 18 đối tác có hành vi phát tán tin nhắn rác và nội dung phản cảm. Một tin tức gây chú ý thưa quý vị, tháng 5 năm nay, năm 2013, thì Nick Vujicic, người không tay không chân, sẽ đến Việt Nam. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện tiếp đón người nổi tiếng nước ngoài, mà là sự truyền lửa của một nghị lực sống phi thường. Tháng 12 năm 2012, tự truyện Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic đã được First News chuyển ngữ và phát hành. Ngay lập tức, quyển tự truyện này nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của hàng triệu thanh niên Việt Nam về một ý chí sống phi thường. Tiếp tục thành công đó, sáng ngày 19 tháng 3 năm 2013, First News cho ra mắt quyển tự truyện thứ hai của người không tay không chân với tựa đề Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Quyển tự truyện này cũng do dịch giả Bích Lan chuyển ngữ. Cũng tại buổi họp báo, First News công bố kế hoạch mời Nick Vujicic đến Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 đến 26 tháng 5. Trong 5 ngày, Nick sẽ có những chương trình chia sẻ trải nghiệm và truyền cảm hứng sống dành cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các nhà mở, trại giáo dưỡng, v.v. Bất cứ ai đều một vấn đề, bất kỳ là ai, dù đó là người thành công, giàu có hay một em bé đi học đều có những vấn đề của mình cả. Cái đó là một cuốn sách của Nick và cái gương của Nick đã giúp mỗi người tìm thấy được sức mạnh nội tại ở trong chính bản thân mỗi người. Sức ảnh hưởng của Nick đã lan tỏa đến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Và nếu Nick đến Việt Nam, đó sẽ là một sự động viên tuyệt vời đến hàng triệu con người Việt, đặc biệt là những người đang cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nick đến Việt Nam là một giai đoạn rất là tốt, rất là tuyệt vời, để mọi người sẽ thấy rằng mình vẫn còn diễn phúc hơn rất là nhiều. Tuy chúng ta vẫn đang khó khăn, các doanh nghiệp chúng ta đang khó khăn. Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen là một trong những đơn vị tham gia đồng hành cùng First News trong chuyến viếng thăm lần này của Nick Vujicic đến Việt Nam. Và sau đó là nhiều chương trình khác nữa dựa theo hợp tác chiến lược về văn hóa và phát triển hạt giống tâm hồn Việt mà First News và Hoa Sen Group đã ký kết trong ngày hôm nay. Nick Vujicic là một thanh niên người Úc khuyết tật cả tay và chân bẩm sinh với câu nói nổi tiếng No arms, no legs, no worries, tạm dịch là không tay, không chân, không lo lắng. Nick hiện là chủ tịch kiêm CEO của tổ chức quốc tế Life Without Limbs, giám đốc của một công ty thái độ sống và đang sống hạnh phúc tại Mỹ cùng vợ và con trai vừa đầy tháng tuổi. Chuyển sang một tin tức khác thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp vào chiều 18 tháng 3, sản xuất điện đang rất khó khăn, đặc biệt là nguồn thủy điện khi tình hình thủy văn các hồ thủy điện 2 tháng đầu năm xấu hơn dự kiến. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tính đến cuối tháng 2, mực nước thượng lưu của các hồ thủy điện toàn quốc đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012. Thực hiện chủ trương ưu tiên cho nông nghiệp và sinh hoạt, vụ đông xuân vừa qua, các hồ đã xả khoảng 5 tỷ mét khối. Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng sản lượng thủy điện còn lại trong các hồ khoảng 5,8 tỷ kWh, sản lượng thủy điện khai thác giảm hơn 750 triệu kWh. Hiện tại, EVN cho biết, sau cân đối hệ thống, các nguồn cung ứng vẫn có thể cung cấp đủ cho nhu cầu nếu như không xuất hiện các tình huống bất thường về phụ tải và nguồn phát điện. Tính đến ngày 15 tháng 3, phụ tải toàn hệ thống đạt 21.104 tỷ kWh, trung bình đạt 235 triệu kWh một ngày và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2012. EVN dự tính, trong những tháng mùa khô tới, hệ thống có thể phải huy động khoảng 500 triệu kWh chạy dầu, đặc biệt trong tháng 5 sẽ phải huy động khoảng 400 triệu kWh. Trong khi giá thành của nguồn điện này hiện đang rất đắt, khoảng 5.000 đồng một kWh. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FPNC Việt Nam tối ngày 19 tháng 3 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FPNC Thế giới trong ít phút nữa.